chào mọi người trở lại với channel của Julie. Hi. Hôm nay Julie có đây là một món rất là quen thuộc với người Việt Nam của mình, đó là món lẩu Thái. Lẩu Thái và hải sản và nấm tươi. Bây giờ Julie sẽ bật bếp lên. Bây giờ Julie sẽ đậy lại. Trong lúc đợi nước sôi thì mình sẽ nói về món nước uống của mình ngày hôm nay. Thì Julie có ở đây là một nước dừa. Nước dừa. Và cái điều đặc biệt ở cái nước dừa này á là nó có những cái dừa. Và thêm nữa là có thêm cái màu của nước dừa, nó cũng không có trong mà nó đục đục á. Nó làm cái nước dừa nó uống rất là béo và cực kỳ thơm. Thơm mùi dừa và thêm cái dừa nó cũng giòn giòn sần sật nên Julie rất là thích cái nước này. So với cái nước mà nước dừa truyền thống. Đó mọi người thấy không? Cái nước dừa nó đục chứ không có trong. Mọi người uống cùng ly nha. Cái bùa rất là béo. Rất là thơm mùi dừa. Mọi người ở Mỹ này á thì người ta sẽ uống nước dừa trong những cái lon giấy đóng gói như thế này, chứ họ không có uống nước dừa trái như bên Việt Nam mình. Khi mà cái nước lẩu này nó sôi lên á thì mình sẽ bỏ nấm vào, bỏ thịt vào. Có gì ở đây để ăn chung với lẩu nhé. Ở đây mình có cải phốt trôi nè, rồi nấm đùi gà nè, rồi nấm kim châm, nấm ngọc châm trắng và nấm ngọc châm nâu. Rồi ở đây tôi lại có thêm bún nữa và nước mắm ớt. Mình sẽ ăn kèm với nước mắm ớt. Và cái thịt để mà mình thả vào trong lẩu á thì Julie có đây là scallop, là sò đẹp, rồi cá hồi nè, rồi fish tofu để giống như là chả cá vậy thôi, rồi tôm viên, rồi bạch tuộc, rồi tôm và thịt bò. Trong cái nước súp lẩu Thái này thì Julie có bỏ rất là nhiều sả và lá chanh nên cái mùi nó rất là thơm. Rồi thì cũng lâu rồi Julie không ăn lẩu Thái, hôm nay là rất là thèm luôn. Cái lúc mà ngồi mà chuẩn bị set up rồi trang điểm rồi này kia là chị cực kỳ thèm, cứ muốn là làm nhanh mới được ăn thôi. Nồi lẩu sôi rồi nè mọi người. Người thấy nó bốc khói ngùn ngụt chưa? Julie sẽ bỏ. Bây giờ Julie sẽ bỏ thịt vào nha. Bây giờ Julie sẽ bỏ cá hồi vào. Bạch tuộc nè mọi người. Con bạch tuộc rất là to. Chị sẽ bỏ tiếp nấm vào nha. Chị sẽ bỏ nấm đùi gà vào trước, tại vì cái nấm đùi gà nó rất là khó chín. Ở cái chợ châu Á gần nhà Julie á, nó không có bán rau muống, cho nên là Julie không có mua rau muống được. Nên là ăn hôm nay nó cũng hơi kỳ cục một chút khi mà ăn lẩu Thái mà lại thiếu rau muống. Julie không có bỏ thịt bò vô chung, tại vì Julie sợ thịt bò dai á. Nhưng khi nào mình bắt đầu ăn thì mình sẽ trụng cái thịt bò vào trong cái nước lẩu rồi mình ăn liền ngay lập tức luôn. Thì như vậy thì thịt bò nó sẽ không có bị dai. Nồi lẩu chín rồi, mời mọi người ăn cùng ly nha. Đây Julie có là nấm kim châm nè mọi người.
hồi lớn này thơm, rất là béo, ăn rất là hợp với lẩu Thái. Lì sẽ trộn thịt bò vào nha. Vì chú Lì cũng không thích ăn thịt bò chín quá nên chú Lì chỉ trộn cho nó tái tái thôi. Thôi ôm đẹp nó nằm nó thở dài, tại không cho nó ăn. Lúc nào mình ăn nó cũng ngồi để nó xin ăn hết á. Bạch tuộc nè mọi người. Hôm nay chú Lì không có mua được cái tôm bự cho lắm. Tôm này chỉ thuộc dạng là tôm loại vừa thôi. Miếng cá hồi nè mọi người. Sao đẹp mọi người. Nè coi sao đẹp. Mình sẽ ăn cái fish tofu nha. Người ta gọi nó là fish tofu tại vì nhìn nó rất là giống tofu và khi mình ăn á thì nó cũng rất là giống cái chất của tofu nữa, nhưng mà nó có mùi cá trong này. Nghe tôm viên nha. Tôm viên rất là mềm. Nhìn thấy không? Một miếng cá hồi rất là to. Không biết sao chú Lì rất là thích ăn những cái món canh mà có vị chua chua mà lại nấu với cá hồi nha. Tuy nhiên cái thời mà chú Lì mới sang Mỹ á, chú Lì cực kỳ mê cái món mà đầu cá hồi nấu với canh chua. Thôi cái đầu cá hồi á thì nó béo, xong rồi nó có thêm mấy cái gân nữa, rồi ăn với cái vị nước súp ăn với cái vị nước súp của canh chua, nó chua chua ngọt ngọt, xong rồi nó lại béo béo của cá hồi, rồi thêm rau giá rồi rau củ tươi nữa, rồi cực kỳ ngon luôn. Mà cái đầu cá hồi lại rẻ nữa, cho nên là cái thời mà mới sang Mỹ là gần như chú Lì ăn canh chua đầu cá hồi là gần như thường xuyên luôn á. Bây giờ chú Lì sẽ bỏ bún vào trong tô. Chú Lì sẽ ăn cái này với bún.
Vậy là Julie đã ăn xong bữa ăn của Julie ngày hôm nay với lẩu thái, chua cay và hải sản. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Julie. Nếu yêu thích các bạn hãy nhấn like, share và subscribe cho channel của Julie nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.